Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em theo dõi môn lịch sử lớp 7, trang 134-139. Chương 6, Việt Nam nửa đầu thế kỷ 19. Bài 27, chế độ phong kiến nhà Nguyễn. Một La Mã, tình hình chính trị kinh tế. Một nhỏ nhà Nguyễn thành lập, nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền. Nhưng nội bộ Tây Sơn suy yếu, hàng năm đến mùa gió đông nam, Nguyễn Ánh đem thủy binh tiến ra lấn dần vùng đất của Tây Sơn. Sau khi chiếm được Quy Nhơn tháng 6 năm 1801, Nguyễn Ánh đánh thẳng ra Phú Xuân. Nguyễn Quang Toản phải chạy ra Bắc Hà. Khoảng giữa năm 1802, Nguyễn Ánh huy động nhiều cánh quân thủy bộ đồng thời tiến ra Bắc. Quân của Nguyễn Ánh lần lượt đánh chiếm vùng đất từ Quảng Trị đến Nam Định rồi tiến thẳng về Thăng Long. Nguyễn Quang Toản vượt sông Nhị chạy lên mạn Bắc Giang thì bị bắt, chấm dứt triều Tây Sơn. Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô, lập ra triều Nguyễn. Năm 1806, lên ngôi hoàng đế. Nhà nước quân chủ tập quyền được củng cố, vua Nguyễn trực tiếp điều hành mọi việc, hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương. Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng Triều Luật Lệ, còn gọi là Luật Gia Long, niên hiệu của Nguyễn Ánh. Năm 1831, năm 1832, nhà Nguyễn đã chia nước làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc Thừa Thiên. Đứng đầu mỗi tỉnh lớn là chức tổng đốc, còn các tỉnh vừa và nhỏ là các chức từng phủ. Quân đội nhà Nguyễn gồm nhiều binh chủng ở kinh đô và các trấn tỉnh đều xây thành trì vững chắc. Một hệ thống trạm ngựa được thiết lập từ Nam Quan đến Cà Mau để kịp thời chuyển tin tức giữa triều đình với các địa phương. Câu hỏi, nhà Nguyễn làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền? Để lập lại chế độ phong kiến tập quyền, nhà Nguyễn đã. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi lập ra triều Nguyễn, củng cố nhà nước quân chủ tập quyền, nhà vua trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương. Năm 1815, ban hành bộ luật Hoàng Triều Luật Lệ, Luật Gia Long. Chia cả nước làm 30 tỉnh và một phủ thuộc trực thuộc Thừa Thiên. Đứng đầu mỗi tỉnh lớn là chức tổng đốc, còn lại các tỉnh là chức từng phủ. Xây dựng quân đội gồm nhiều binh chủng ở kinh đô và các trấn, tỉnh đều xây dựng thành trì vững chắc, xây dựng hệ thống trạm ngựa trong cả nước để kịp thời chuyển tin tức. Như vậy ở đây tăng cường tính tập quyền đã làm tăng tính tập quyền của nhà nước từ trung ương đến địa phương. Về quan hệ ngoại giao, các vua Nguyễn thuần phục nhà Thanh. Nhiều chính sách của nhà Thanh được vua Nguyễn lấy làm mẫu mực trị nước. Đối với các nước phương Tây, nhà Nguyễn khước từ mọi tiếp xúc, điều này càng thúc đẩy nước Pháp chuẩn bị việc xâm lược nước ta. Hai nhỏ, kinh tế dưới triều Nguyễn. Về nông nghiệp, sau nhiều năm chiến tranh, nông nghiệp nước ta sa sút nghiêm trọng. Các vua Nguyễn rất chú ý việc khai hoang. Các biện pháp di dân lập ấp và lập đồng điền được tiến hành ở nhiều tỉnh phía Bắc và phía Nam. Năm 1828, Nguyễn Công Trứ được cử làm doanh điền sứ. Ông chiêu mộ dân lưu vong khai phá miền ven biển, lập nên các huyện Tiền Hải Thái Bình và Kim Sơn Ninh Bình. Hàng trăm đồn điền được thành lập rải rác ở các tỉnh Nam Kỳ. Việc khai hoang đã làm tăng thêm diện tích canh tác, nhưng ruộng đất bỏ hoang vẫn còn nhiều vì nông dân bị địa chủ cường hào cướp mất ruộng đất phải lưu vong. Câu hỏi, công cuộc khai hoang ở thời Nguyễn có tác dụng như thế nào? Thì công cuộc khai hoang ở triều Nguyễn đã có tác dụng là giải quyết được tình trạng đất hoang hóa, tăng thêm diện tích đất canh tác, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. Tại sao diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong? Mặc dù diện tích canh tác được tăng thêm, nhưng tình trạng nông dân vẫn lưu vong vẫn còn là do nông dân bị địa chủ cường hào cướp mất ruộng đất, nạn đói xảy ra nhiều năm nên nông dân phải bỏ làng đi lưu vong. Nhà Nguyễn đặt lại chế độ quân điền, nông dân bị trói buộc vào ruộng đất để nộp tô thuế và đi phu dịch cho nhà nước.
nhưng phần lớn ruộng đất đã tập trung vào tay địa chủ. Do vậy, chế độ quân điền không còn tác dụng phát triển nông nghiệp và ổn định đời sống nhân dân. Ở các tỉnh phía Bắc thì việc sửa đắp đê không được chú trọng, lục lọi hạn hán xảy ra luôn. Thời Tự Đức, tài chính thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến, việc sửa đắp đê càng khó khăn. Có nơi như Phủ Khoái Châu, Hưng Yên, đê vỡ 18 năm liền. Dân phiêu tán khắp nơi, trong dân gian có câu, oan oái như phụ khoái xin cơm. Cả một vùng đồng bằng vì nhiêu biến thành bãi sậy. Câu hỏi, tại sao việc sửa đắp đê ở thời Nguyễn lại gặp khó khăn? Việc đắp đê ở thời Nguyễn gặp khó khăn vì các vua quan thời Nguyễn phần lớn không am hiểu tình hình khí hậu, điều kiện tự nhiên ở đằng ngoài, không quan tâm chú trọng đến việc sửa đắp đê, vì thế lục lọi hạn hán xảy ra thường xuyên. Thời Tự Đức, tài chính thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến, tiền nhà nước bỏ ra lại rơi vào túi tham quan nên việc đắp đê càng khó khăn. Về công thương nghiệp, theo đà phát triển của các thế kỷ trước, công thương nghiệp có điều kiện phát triển thêm. Nhà Nguyễn lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu ở Kinh Đô Huế, Hà Nội, Gia Định. Thợ giỏi các địa phương được tập trung về sản xuất trong các xưởng của nhà nước. Thợ đóng tàu nước ta có tay nghề khá cao, biết ứng dụng kỹ thuật châu Âu. Một người Mỹ đến nước ta năm 1820 nhận xét, người Việt Nam là những thợ đóng tàu thành thạo, họ đã hoàn thành công trình với kỹ thuật hết sức chính xác. Nhận xét trên đây của một người nước ngoài gợi cho em suy nghĩ gì về tài năng của thợ thủ công nước ta đầu thế kỷ 19? Thì nhận xét của người nước ngoài, người Mỹ cho ta thấy những người thợ thủ công của nước ta lúc bấy giờ có tay nghề rất thành thạo, với kỹ thuật chính xác không thua kém gì những người thủ công nước ngoài. Biết sử dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến phương Tây vào sản xuất mà ở đây là đóng tàu. Ngành khai thác mỏ được mở rộng. Cả nước có hàng trăm mỏ được khai thác, các mỏ vàng, bạc, đồng, kẽm, chì, diêm tiêu. Nhưng cách khai thác còn lạc hậu, các mỏ hoạt động bất thất thường và sa sút dần. Các nghề thủ công ở nông thôn và thành thị vẫn không ngừng phát triển. Nhiều làng thủ công nổi tiếng khắp nước như làng Bát Tràng, Ngũ Xã, Vạn Phúc, Hà Nội, Bảo An, Quảng Nam. Nhưng hoạt động thủ công nghiệp trong dân gian còn rất phân tán. Thợ thủ công phải nộp thuế sản phẩm nặng nề. Sang thế kỷ 19, đất nước đã thống nhất, việc buôn bán có nhiều thuận lợi. Ngoài các thành thị nổi tiếng trước đó như Hà Nội, Phú Xuân, Huế, Gia Định thì nhiều thị tứ mới xuất hiện rải rác ở các tỉnh Nam Bộ và Trung Bộ. Một thuyền trưởng người Pháp đến Hội An năm 1819 nhận xét, Hội An chỉ có một đường phố nhưng rất dài. Nhà cửa đều xây bằng gạch, gian trước bày bán hàng hóa, gian sau là kho hàng kín đáo. Hàng hóa vận chuyển đến Hội An rất thuận lợi nhờ có nhiều kênh đào. Theo Trịnh Hoài Đức, thành phố Mỹ Tho, nhà ngói, cột chạm, ghe thuyền tấp nập, phồn hoa huyên náo, thật là một nơi đại đô hội. Ở Sa Đéc, phố chợ thẳng bờ sông, nhà cất liền nhau kéo dài 5 dặm. Dưới sông, nhà bè đậu thẳng hàng, bán đủ các thứ tơ lụa Bắc, Nam Bắc, dầu mỡ, than củi, tre mây, mắm muối. Trên bờ thì buôn bán tấp nập, hàng hóa chóa mắt, thật là một nơi phồn hoa danh thắng vậy. Gia Định, thành Thông Chí. Dưới triều Nguyễn thì thuyền buôn các nước Xin, Mã Lai, nhất là Trung Quốc thường xuyên sang nước ta mua bán hàng hóa. Các vua Nguyễn cũng nhiều lần phái quan sang Trung Quốc, Singapore, Philippines, Xin, Nam Dương, Indonesia bán gạo, đường, các lâm sản và mua về len dạ, đồ sứ, vũ khí. Tàu buôn phương Tây, Anh, Pháp, Mỹ cũng đến buôn bán ở các hải cảng Việt Nam, nhưng nhà Nguyễn không cho người Tây mở cửa hàng, họ chỉ được ra vào một số cảng đã quy định. Câu hỏi, câu số 1, công cuộc khai hoang ở thời Nguyễn có tác dụng như thế nào? Thì công cuộc khai hoang của triều Nguyễn đã có tác dụng là giải quyết tình trạng đất hoang hóa tăng thêm diện tích đất canh tác, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
Câu 2. Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn? Nhận xét về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn về mặt tích cực thì thủ công nghiệp nhà nước phát triển, nhà Nguyễn lập nhiều xưởng đúc đinh, đúc súng, đóng tàu ở kinh đô Huế, Hà Nội, gia đình. Thợ giỏi các địa phương được tập trung về sản xuất trong các xưởng của nhà nước. Ngành khai mỏ được mở rộng, cả nước có hàng trăm mỏ được khai thác gồm các mỏ vàng, bạc, đồng. Các nghề thủ công ở nông thôn và thành thị vẫn không ngừng phát triển. Nhiều làng thủ công nổi tiếng như Bát Tràng, Ngũ Xã, Vạn Phúc, Hà Nội, Bảo An, Quảng Nam. Về mặt hạn chế thì kỹ thuật khai mỏ còn lạc hậu, các mỏ hoạt động thất thường và sa sút dần. Hoạt động thủ công nghiệp trong dân gian còn phân tán, thợ thủ công phải nộp thuế sản phẩm nặng nề. Tiếp theo câu 3, chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây thể hiện như thế nào? Thì chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây, nhà Nguyễn dần thu hẹp các hoạt động của thương nhân phương Tây, mặc dù họ vẫn đến buôn bán ở các hải cảng, nhưng nhà Nguyễn không cho người phương Tây mở cửa hàng, họ chỉ được ra vào một số cảng quy định. Về sau, nhà Nguyễn đã thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng, khước từ mọi tiếp xúc với các nước phương Tây. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn lịch sử lớp 7. Sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.